Hiện nay chơi Rise Kingdom có thể nói là vua của mọi nghề, vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa đẹp trai, được xã hội trọng vọng. Mình có thằng em học bách khoa sinh năm 96 chơi rốc, lớn nữa thế nào lại quen được ngay con gái của ông hiệu trưởng cùng sở thích, dự là sang năm cưới luôn. Tất nhiên là gia đình con bé nó không đồng ý, nhưng sau khi biết thằng bé chơi rốc đạt được 5 triệu điểm sức mạnh thì hết hồn, sốt sắng xin cuối tháng cưới luôn. Còn sắp xếp để thằng bé đi làm hiệu trưởng kế nhiệm. Thằng bé đạt 5 triệu lực chiến là do chơi nền văn minh Viking mới ra mắt cực mạnh, cần mọi thể loại nền văn minh, lại còn mở khóa được điều chiến nên đi đánh nhau, điểm sức mạnh lên vù vù. Hy vọng là câu chuyện mình vừa kể cho các bạn sẽ là động lực để các bạn có thể đạt được 5 triệu lực chiến ở trong game. Và gần đây thì cái meme mà 5 triệu lực chiến ấy nó không trở thành một cái meme ở trong riêng cộng đồng Rise Kingdom nữa, mà nó trên toàn cõi internet luôn các bạn. Đi đâu mình cũng thấy người ta nói rằng nhìn mặt thì hổ báo đấy, thế đã đủ 5 triệu lực chiến chưa? Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cách để các bạn có thể đạt được 5 triệu lực chiến ở trong tựa game Rise Kingdom nha. Và đầu tiên mình xin khẳng định với các bạn luôn, đó là không có chuyện các bạn chọn nền văn minh Viking hay là Nhật Bản để lấy cái 5% tốc độ thu gom tài nguyên, hay là Hàn Quốc để các bạn nghiên cứu nhanh hơn là các bạn sẽ mạnh hơn trong tựa game này nha. Mà đầu game thì các bạn nên khởi đầu với Trung Quốc. Mục đích là thứ nhất, Trung Quốc các bạn sẽ có tốc độ xây nhà 5%, trong khi thời gian các bạn mới chơi các bạn phải xây rất là nhiều công trình. Thì chắc chắn cái bước này sẽ là cái bước quan trọng nhất. Và cái thứ hai, một câu đôi việc luôn, đó là các bạn lấy con tôn tử. Với việc các bạn chọn Trung Quốc đầu tiên ấy, thì khi đầu game các bạn làm những cái nhiệm vụ chính tuyến, nó sẽ cho các bạn rất là nhiều tượng tím của tôn tử. Các bạn chọn cái vương quốc nào mà có vị tướng tím chính khởi đầu là vị tướng nào ấy, thì khi các bạn làm cái nhiệm vụ này nó sẽ cho tượng của vị tướng đó nha. Sau khi các bạn đã chọn Trung Quốc rồi, đã có tôn tử rồi, thì đây là lúc mà các bạn cần phải đạt cái cốc VIP đầu tiên, đó là VIP 6. Thì khi mà các bạn mới chơi, các bạn sẽ có một cái quyển nó giúp cho các bạn có hai cái hàng chờ xây công trình ở trong game. Còn nếu không, các bạn phải lên VIP 6, các bạn mới mở khóa được cái hàng đợi xây dựng thứ hai. Thì việc các bạn có hai hàng chờ sẽ giúp các bạn xây dựng liên tục nó nhanh hơn. Tiếp theo đó là các bạn phải luôn luôn nghiên cứu những cái đơn vị có ở trong cái công nghệ kinh tế này. Tức là các bạn sẽ luôn nghiên cứu một hàng chờ, chỉ có một hàng chờ nghiên cứu được các bạn. Và các bạn xây dựng hai hàng chờ là phải suốt ngày luôn. Lúc nào các bạn cũng phải nghiên cứu với xây dựng hết. Như vậy thì cái lượng power của các bạn ấy sẽ đảm bảo nó không bị chậm. Và cùng lúc cái thời gian đó thì các bạn cũng nên luyện lính. Nhà lính của bạn lúc nào nó phải hoạt động luôn. Và để các bạn có một cái lượng tài nguyên lớn để lúc nào cũng có thể luyện lính, cũng có thể là xây dựng, cũng như là nghiên cứu, thì gần như bắt buộc các bạn phải vào game, các bạn thu gom tài nguyên rất là nhiều. Các bạn phải cử những cái đạo quân đi farm liên tục và các bạn căn cái thời gian nó về nhà, rồi các bạn lại vào game tiếp để các bạn cứ đi thu gom. Dù sao thì Rise Kingdom cũng là một game di động nên là các bạn làm cái việc này nó khá là dễ. Còn nếu mà các bạn mà không thể có đủ tài nguyên ấy, thì mình khuyên các bạn nên tạo thêm một cái account thứ hai. Sau đó các bạn dùng cái tính năng chuyển tài nguyên ở trong game qua cái chợ này để các bạn chuyển tài nguyên cho cái hạt chính của các bạn. Các bạn có thể ấn hỗ trợ như thế này và kéo tài nguyên chuyển đi để cái hạt chính nó có nhiều tài nguyên hơn. Và để các bạn có thể nhanh chóng đạt được 5 triệu lực chiến trong game, các bạn cần phải xây rất là nhiều công trình. Thì các bạn nhớ úp cái trung tâm liên minh này lên cấp càng cao càng tốt. Nó sẽ giúp các bạn nhận được thêm trợ giúp từ đồng minh. Với cái cấp độ 30 ấy, các bạn sẽ nhận được 30 lần trợ giúp, tương ứng với mỗi lần là 1%. Như vậy 30 lần là 30%, nó giúp các bạn xây nhanh hơn. Đó, các bạn xây nhanh hơn thì trong cùng một khoảng thời gian ấy, ai mà nâng cái trung tâm liên minh lên nhiều hơn thì cái người đó sẽ xây nhà và nghiên cứu nhanh hơn những cái người còn lại nhá. Và các bạn cũng tập trung nâng cấp cái tòa thị chính này lên cấp 22. Ở đây thì mình chơi lâu rồi nên là mình lên cấp 25. Các bạn chơi lên cấp 22 thì các bạn sẽ có thể mang được ra bản đồ 5 hàng chờ nhá. Ví dụ như ở đây của mình này, mình đã mang được 4/5 rồi, mình có thể cử thêm một đạo quân nữa để đi farm tài nguyên. Và trước khi các bạn ấn cái nút xây dựng và nghiên cứu ở trong game ấy, thì các bạn cũng nhớ nhặt những cái cục đá này nhá. Những cái cục đá này nó sẽ có ở những cái ngôi đền. Khi mà các bạn tiêu diệt những cái đơn vị lính gác đền quanh cái ngôi đền đó thì các bạn nhặt cục rune này trước, sau đó các bạn ấn nghiên cứu hoặc ấn xây dựng thì cái thời gian nó mới được giảm. Nếu mà các bạn mà nâng cấp rồi ấy, sau đó các bạn mới ăn đá thì nó không giảm nhá. Các bạn chỉ cần ăn đá sau đó các bạn ấn là ok, nó sẽ giảm tất cả cái thời gian luôn. Sau đó các bạn có thể nhặt những cái cục rune, ví dụ tăng tốc độ thu gom gỗ hoặc là tăng tốc độ thu gom đá gì đó để các bạn có thể thu gom được nhiều tài nguyên hơn. Về sau ấy, khi mà các bạn chơi game được khoảng hơn 2 tháng ấy, thì cái đền thờ thất thủ ở server các bạn nó đã mở khóa rồi, thì khi đó các bạn sẽ có được thêm những cái buff khác để tiếp tục là giảm cái tốc độ xây dựng cũng như tốc độ nghiên cứu ở trong game. Ví dụ các bạn có thể xin cái buff kiến trúc sư này từ vua để người ta giảm cho bạn thêm 10% tốc độ xây dựng nữa, và cái buff nhà khoa học này để các bạn tăng tốc độ nghiên cứu thêm 5%. Và các bạn cần phải cực kỳ chú ý đến cái việc là tăng tốc độ xây dựng và tăng tốc độ nghiên cứu. Thì như vậy các bạn bấm hai cái hàng chờ xây dựng ấy và cái hàng chờ nghiên cứu nó hoàn thành nhanh thì các bạn sẽ tăng power nhiều hơn. Trong quá trình các bạn chơi, các bạn cũng phải xả hết những cái điểm hành động hàng ngày này. Mỗi ngày các bạn sẽ có free mới chơi thì là khoảng 1.500. Đấy, và các bạn được thêm 500 cái điểm hành động mỗi ngày nữa. Thì các bạn nhớ là sử dụng hết. Việc mà các bạn sử dụng hết điểm hành động ấy, các bạn sẽ được là tăng tốc này, game,
được sách kinh nghiệm và tướng của các bạn ấy nó cũng lên level nữa. Thì cái việc mà tướng của bạn lên level ấy thì các bạn có thể cộng tài năng cho tướng để nó lên cái người ta gọi là phao ảo các bạn. Thì cứ mỗi điểm tài năng các bạn cộng cho tướng ấy, mình ví dụ như đây mình có con điêu thuyền đi, thì mình sẽ cộng một điểm như thế này, mình sẽ tăng được là 300 pao. Như vậy thì các bạn mà có trong tay khoảng 10 đến 20 vị tướng ấy, các bạn cứ cho những vị tướng này lên cấp 10 rồi cấp 20 dần dần thì cái lượng pao ảo nó sẽ rất là nhiều nhá. Và khi mà các bạn đã chơi được một thời gian ấy, các bạn đã bắt đầu mở khóa những cái đơn vị lính cấp 2, cấp 3 và có thể là cả cấp 4 nữa, thì lúc đó các bạn thường hay thắc mắc là liệu nên luyện đơn vị lính nào. Thì lời khuyên của mình ấy, đó là nếu mà các bạn mà chơi mà cái kingdom của các bạn nó đánh nhau nhiều thì các bạn nên nâng tất cả những cái đơn vị lính cấp 1 này lên cấp 2, cấp 3, nói chung là nâng lên cái đơn vị lính cấp cao nhất mà các bạn đang có ấy. Cái điều này sẽ giúp các bạn đánh nhau thì nó sẽ ít đầy bệnh viện hơn, bởi vì lính cấp 1 nó rất là yếu. Các bạn nâng một cái đội quân ấy mà chất lượng nó hơn số lượng thì khi đánh nhau ấy các bạn sẽ không bị chết lính. Còn nếu mà cái server của các bạn nó yên bình ấy, tức là mọi người không có đánh nhau, thì các bạn không nên là nâng cấp lính lên sớm nhá. Các bạn cứ luyện những cái đơn vị lính mới, ví dụ các bạn có khoảng 25.000 T1 đi, rồi 20.000 T2, sau đó các bạn đã mở khóa T3 thì các bạn cứ luyện T3 chứ không việc gì mà phải nâng cấp lính từ T1 lên T3 và T2 lên T3 nha. Điều này nó sẽ làm các bạn mất thời gian đấy, mà các bạn có ít lính thì đồng nghĩa với việc các bạn sẽ không thể đem nhiều lính ra ngoài đào rét được. Và các bạn cũng không nên sử dụng tăng tốc một cách bậy bạ ở trong game nha. Các bạn phải chờ đến khi nào mà có những cái sự kiện, ví dụ như server của mình hiện tại đang yêu cầu này là sử dụng tăng tốc huấn luyện để mình có thể đua top, để lấy ở đây phần thưởng top 1 là tới 20 cái chọc vàng. Thì những cái ngày như thế này ấy, các bạn mới nên dùng tăng tốc nha. Các bạn dùng tăng tốc dù các bạn không ăn được top thì các bạn vẫn ăn được những cái mốc event như thế này. Hoặc là những cái ngày mà có những cái sự kiện, ví dụ như quân đội hùng mạnh này, các bạn hoàn toàn có thể luyện những cái đơn vị lính. Ví dụ ở đây nó chỉ yêu cầu đơn vị lính thôi, các bạn luyện T1 cũng được. Thì các bạn nên tận dụng để ăn tất cả những cái event và các bạn có thể ăn trong ngày. Như vậy thì các bạn sẽ tối ưu được cái lượng speed mà các bạn sử dụng. Các bạn vừa dùng speed để các bạn tăng công trình, các bạn lại vừa có được phần quà từ event nữa. Thường trong quá trình chơi game lúc đầu ấy, các bạn sẽ có được rất là nhiều game từ việc các bạn nạp tiền hoặc là các bạn đào game, các bạn làm nhiệm vụ chính tuyến. Thì các bạn nên tiết kiệm số lượng game đó để các bạn chơi cái sự kiện không chỉ là đá quý này. Cứ đến sự kiện này thì các bạn sử dụng tất cả đá quý, các bạn mua hết điểm VIP, các bạn sẽ được 50.000 điểm VIP. Còn nếu mà các bạn muốn quay vòng quay rechat ấy, mình khuyên là các bạn chỉ nên quay để lấy 10 tượng thôi. Các bạn chỉ cần mở 10 tượng thôi là ok, chứ không cần quay quá cái mốc 10 nhá. Ví dụ ở đây các bạn thể thấy này, mình có rất là nhiều vị tướng 10 tượng luôn. Ví dụ như là Nevsky này, mình quay 10 vòng nhưng mà hên nó lên 21 tượng các bạn. Ok, như vậy vừa rồi là một số mẹo sẽ giúp các bạn tăng sức mạnh nhanh hơn trong quá trình các bạn chơi game Dragon Kingdom. Và có thể nói cái mốc 5 triệu lực chiến ấy, các bạn có thể mất khoảng từ nhanh ấy thì nghĩ là 1 tháng, còn chậm thì có lẽ phải khoảng 40, thậm chí là 50 ngày. Còn những bạn mới chơi thì có thể còn lâu hơn. Nhưng mình chỉ muốn nhắn nhủ các bạn đó là hãy cố gắng vào game hàng ngày, hoàn thành tất cả nhiệm vụ và gửi tài nguyên đi farm ngoài trên bản đồ, đồng thời giao tiếp và làm quen với những người chơi khác trong game. Như vậy các bạn có thể tận hưởng trò chơi một cách đúng nghĩa nhất, thay vì chỉ lên được 5 triệu lực chiến rồi ngồi chờ quen con gái hiệu trưởng, đúng không nào? Và nếu các bạn muốn theo dõi nhiều hơn những nội dung về tựa game Dragon Kingdom trong tương lai thì đừng quên cho Rock HP một like đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.